Thưa quý vị và các bạn, trong các buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khóa 14 diễn ra vào hôm qua và hôm nay 27 tháng 4, nhiều cử tri trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đưa ra hàng loạt câu hỏi về một số cán bộ nguyên lãnh đạo Đà Nẵng bị khởi tố có liên quan đến các sai phạm của Vũ Nhôm. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị cần làm rõ việc có hay không Vũ Nhôm tặng nhà cho Giám đốc Công an Đà Nẵng mà dư luận xôn xao trong thời gian vừa qua. Tại các buổi tiếp xúc diễn ra, các ý kiến đồng tình với chủ trương khởi tố và không bỏ sót bất kỳ một sai phạm nào, kể cả cán bộ đã về hưu thời gian qua, liên quan đến các sai phạm của Vũ Nhôm. Cử tri mong muốn các cơ quan chức năng cần tiếp tục làm rõ các sai phạm còn lại nếu có, đồng thời phải trả lời cho cử tri biết sau Vũ Nhôm liệu có còn những đối tượng tương tự hay không. Ngoài các cán bộ đã bị khởi tố, một số cử tri cũng đề nghị làm rõ thông tin Giám đốc Công an Đà Nẵng được Vũ Nhôm tặng biệt thự tiền tỷ ở làng Châu Âu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.